Kính chào quý bạn và quý vị. Ngay trước màn hình nha, mình là cái đôi Bioner HBM100 phiên bản 100W. Mức giá của đôi loa này là 23 triệu bát 30 4 đường tiếng, rất là quen thuộc với anh em mình rồi ha. Thì hôm nay có một người bạn ở Vũng Tàu yêu cầu mình test cái đôi loa này với con âm ly Lutman. Đây là Lutman L507. Giá chỉ có 9 triệu thôi nhưng mà chơi được loa Bioner, loa JB tiếng rất là tốt trong tầm giá. Thì có một người khách quen của mình ở Vũng Tàu yêu cầu ghép cái bộ này thì mình sẽ ghép để người khách đó nghe, cũng như xin mời quý vị nghe thử chất âm. Ok. Vật chạy xe ôm lo từng niềm
ơn gia đình, lo cho đàn em được cặp sách đến trường, lo cho mẹ già hay đau ốm triền miên. Giờ gặp lại nhau bên tách cà phê đen, điếu thuốc trên môi làm tao nhớ thật nhiều. Nếu mai có xa vẫn nhớ hoài thầm bạn nếu mai có xa vẫn nhớ OK ha. Thì đó là những cái gì mình muốn giới thiệu tới anh em chúng ta trong clip ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.